Quý vị bạn thân mến, cuộc sống ngày càng hiện đại, con người ta lại càng muốn hướng về thiên nhiên, trở về những thứ đơn sơ ban đầu. Chính vì lẽ đó mà hiện nay ngày càng có nhiều người muốn xây nhà vườn với không gian rộng rãi, thoáng đãng và yên tĩnh, nơi mà cả gia đình có thể quây quần nghỉ ngơi bên nhau sau một ngày làm việc căng thẳng. Trong những năm gần đây thì xu hướng xây bể cá trong vườn đang trở thành trào lưu và thú vui của rất nhiều người. Ngày hôm nay thì Phúc Bình sẽ dẫn quý vị và các bạn tới thăm một trại cá giữa lòng thành phố Yên Bái, đó chính là trại cá koi Thành Đạt. Nơi có một không gian vô cùng tuyệt đẹp và cùng ngắm đàn cá koi đầy sắc màu tung tăng bơi lội quý vị nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào khám phá trại cá koi giữa lòng thành phố Yên Bái. Xin mời. Các bạn thân mến, đây là anh Hiệp, chủ trại cá koi Thành Đạt tại Yên Bái. Và ngày hôm nay anh Hiệp ơi, em rất là mong muốn anh sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị khán giả được biết là về trại cá koi của mình ở Yên Bái như thế này. Vào đây thì em cảm thấy là không gian vô cùng thoáng đãng, mát mẻ, hòa quyện vào thiên nhiên như thế này. Giới thiệu Phúc Bình, đây là có cá koi Nhật nhập trực tiếp bên Nhật về ở các trại nổi tiếng ở bên Nhật. Vâng. Ví dụ như trại Dailichi, vâng, Narita ở bên Nhật trực tiếp. Cá koi này thì nuôi có khó không anh Hiệp? Cá koi này nuôi thì cũng rất là dễ thôi. Nếu mình có một cái hệ thống, có một cái bể có hệ thống lọc tốt tiêu chuẩn, nước sạch tốt thì nuôi cá cũng rất là dễ, đơn giản. Đúng rồi, tất cả cái koi này là ở trại koi Thành Đạt này là mình nhập trực tiếp ở bên Nhật về, trại cá con ở bên Nhật về. Về đây mình đã dưỡng, đã thuần cái thời tiết khí hậu ở Yên Bái mình. Tại Yên Bái mình là chưa ai là cung cấp thiết bị vật liệu và cám cá chuyên về koi. Mình cũng là đơn vị là muốn là thôi thì đầu tiên tiên phong mình sẽ tham gia vào mình cung cấp cá koi Nhật, cung cấp thiết bị vật liệu cám cá koi, đây là toàn bộ cá koi giống Nhật, tức là mình nhập về bên Nhật về từ lúc nhỏ nó chỉ đạt size khoảng 10 đến 15 cm, nhưng về bây giờ mình dưỡng một thời gian nó lên đến 25, 30, 40 cm thì về cái trại koi này, đây là mình có tất cả các hệ thống dưỡng khi mình nhập cá bên Nhật về, mình dưỡng đây các bể. Đúng rồi, nên mỗi một loại cá khi mình nhập về là mình có tên cá và có xuất xứ ở trại nào ở bên Nhật, thì thường mình nhập ở các cái trại lớn, ví dụ như Ogata rồi Dailichi rồi là Narita, mình các cái trại đấy thì mình sẽ nhập về. Cái hệ thống trại của mình có thể dưỡng đạt công suất đến từ 1.000 đến 2.000 con cá trong một đợt, gọi là một cái khoảng thời gian đấy. Em thấy là có lẽ là cái hệ thống nước sạch ở đây chắc là phải được cái nọ này là men vi sinh để là mình làm trong nước này, làm khử hôi tanh này, giảm các cái loại vi sinh không tốt, tức là không tốt, không có tốt cho sức khỏe của cá. Đấy. Rất nhiều những cái vật dụng liên quan đến. Đây là các cái khoáng chất, các cái vi sinh này để cho tăng cường sức đề kháng của cá. Đấy, thì mình có những cái loại như này, hay các cái loại phòng bệnh. Đấy. Cái phòng bệnh các cái loại như thời tiết thay đổi thì mình có những CX247 này để cho tránh là gọi là cá phòng bệnh dày mưa thay đổi thời tiết. Cám này chuyên dùng cho loại cám aqua này, master này chuyên dùng cho cá koi, thì đây là cái như chẳng hạn dạng này nó là làm tăng màu cho cá koi, tăng màu. Ví dụ nhiều con cá lắm, màu nó bị không được đẹp lắm thì mình tăng màu lên để cho nó đấy. Và thì cá này là màu sắc này, về hình dáng mà nó rất là thân thiện với con người nhé, chúng ta nhìn. Nó không như cá này nó cũng rất là lành anh nhỉ. Rất lành đấy, rất dễ sờ, thoải mái, nhẹ nhàng, không cần đấy. Rất thân thiện, mình mà cho ăn nhiều nó quen đấy. Bên mình trại koi của mình thì là trại koi Thành Đạt, mình là chuyên cũng là thiết kế này, tư vấn thiết kế thi công đấy, cung cấp cá koi Nhật và cung cấp thiết bị vật liệu lọc hồ koi. Để một hồ cá mà đạt tiêu chuẩn để thả được cá koi Nhật ấy thì nó cũng không nhất thiết phải to, có thể là chỉ 3 khối thôi và có một cái hệ thống lọc tốt với 3 khối thôi thì cũng đã thả được coi Nhật, thì nó cũng không hết diện tích bao nhiêu, nó chỉ khoảng tầm 5 đến 7 đến 10 mét vuông cảnh quan bên ngoài thôi, không nhiều. Em thấy là bây giờ cái xu hướng chơi cá koi nó như là một cái phần mà họ đang muốn hướng về thiên nhiên ấy. Cái thứ hai nữa là có một cái gì đó nó phong thủy, đúng không? Đúng rồi, thực ra cá koi này là người ta là xuất xứ là bên Nhật. Nó cũng là gọi là cá quốc ngư của cá koi, là quốc ngư của Nhật. Thế nên là cái thứ nhất là cái màu sắc nó đa dạng. Đấy, mà cá phong thủy mang cái tài lộc may mắn. Thứ ba là cái cá koi này thực ra bản thân nó rất là thân thiện. Đấy, nó rất là thân thiện với con người, và ví dụ như mình thường hay cho ăn chăm ấy, thì là cá nó dạn, nó sẽ đến tận người, đến tay mình cho ăn luôn, rất là hiền. Cất phải tay.
Cái này gần như nuôi lâu nó sẽ quý mình. Đúng rồi, mình cho ăn lâu nó quý mình luôn. Cái này mà cho ăn quen xong là đi đâu xa mà không cho ăn thì nó nhớ ấy. Quen rồi đúng không? Thường thì nó dao động khoảng tầm trên 20 triệu. Là chúng ta cũng có một cái hồ gọi là nho nhỏ xinh xinh đấy, nó còn để chơi, để đam mê, chứ còn có thể cũng có hồ lớn nhiều triệu đồng. Thế nhưng tuy nhiên thì nho nhỏ với kích thước phù hợp với hộ gia đình mà chúng ta yêu thích cá thì đương nhiên cũng rất dễ làm, dễ thi công và chơi cũng dễ, và chi phí chăm sóc, chi phí mua cá hay các thứ nó cũng rẻ, nó không đáng bao nhiêu cả. Thông thường thì mình làm thường là làm trọn gói, tức là từ lúc thi công đến lắp đặt thiết bị, rồi là cung cấp cá, rồi dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng các cái định kỳ đấy thì mình cũng làm hết, hay là sửa chữa chăm sóc rồi tất cả các thứ liên quan đến hồ coi, thì có nghĩa là mình làm đầy đủ để cho khách, những người chơi là nhiều người có thể bận, có thể là giao bận chỉ có thể cho ăn thôi, mình có thể chăm sóc về mặt kỹ thuật, mình chăm sóc để đảm bảo người chơi thì an toàn và cá là rất là khỏe mạnh. Và nếu ví dụ như cá mà có vấn đề gì thì trại mình cũng đầy đủ cơ sở vật chất, mình có thể mình mang về trại, mình xử lý, mình dưỡng cá khỏe, mình lại mang lại cho khách thì người ta chơi cảm thấy yên tâm và an toàn cho cái đàn cá của mình. Tức là dịch vụ sẽ là từ A đến Z luôn. Đúng rồi, mình cũng full đầy đủ các dịch vụ từ cám cá cho tất tần tật những thứ thiết kế thi công đấy, như mình cũng đã nói. Vâng, ngày hôm nay thì được đến đây mà nghe anh chia sẻ và được tìm hiểu về cái chơi cá kho như thế này thì em cảm thấy rất là hứng thú. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích cá koi và muốn tìm hiểu cũng như là muốn thi công một bể cá koi thì chúng ta có thể tìm đến anh Hiệp ở bể cá koi Thành Đạt tại thành phố Yên Bái, và có địa chỉ ở trên màn hình vừa rồi, chúng ta có thể tìm đó và liên hệ trực tiếp với anh Hiệp các bạn nhé. Lần nữa thì xin được cảm ơn anh. Vâng, xin cảm ơn.